Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hiểu Để Làm Đúng ha. Thì đã lâu rồi thì do không có thời gian nào là để chia sẻ những cái video mà giới thiệu sản phẩm hoặc là giới thiệu lắp đặt mạch điện cho anh em. Thì hôm nay tôi sẽ làm cái video này để cùng khui hợp cái bộ điều khiển từ xa của hãng Honet. Bộ điều khiển từ xa này có thể điều khiển từ xa tầm mình từ 500 đến 1000 mét để điều khiển thiết bị bằng một cái remote các bạn. Thì cái con này nó sử dụng rất là ok. Hôm nay thì tôi sẽ khui hợp và giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn một cái cách đấu nối cũng như là cái ứng dụng, cái cách sử dụng của cái bộ điều khiển này. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành khui hợp nó ra. Bộ này thì nó cũng rẻ tiền thôi, tầm vài trăm ngàn. Các bạn có thể mua để điều khiển bơm nước hoặc là điều khiển đèn chiếu sáng gì đó. Rất là nhiều ứng dụng. Cái nào tải nhỏ thì mình sử dụng trực tiếp của nó luôn. Còn cái nào mà tải lớn thì mình sẽ sử dụng qua cái công tắc tơ nha các bạn. Đấy. Thì bên trong hộp nó thì nó sẽ gồm có cái này. Bộ này thì tôi mua về tôi lắp, chuẩn bị lắp cho khách một cái tủ điện điều khiển từ xa cho cái hệ thống rửa xe. Thì bên trong nó sẽ gồm có một cái remote rồi một cái bộ thu. Đây, remote. Đây là anten, các bạn muốn sóng nó tốt hơn thì cứ kéo anten ra. Kéo anten dài vậy. Đấy. Đây là nút on, đây là nút on, đây là nút off, có hai nút. Đây, tiếp theo là đây là cái bộ thu. Bộ thu này thì nó sẽ nó có luôn là cái nút điều khiển on off trên đây, nhấn một cái là chạy, nhấn một cái là tắt. Còn cái đầu, cái cách đấu nối ấy, thì mua thì nó có sẽ có hướng dẫn cái sơ đồ đấu nối. Đây, như hình luôn. Đây là nguồn 220V, nguồn vào, chân 1, chân 2. Nếu là nhìn theo hướng này, chân 1, chân 2 là nguồn vào. Chân 3, chân 4 là nguồn output ra. Bao output ra phụ tải. Đây này tôi có cái phụ tải là cái bóng đèn. Đây có phụ tải cái bóng đèn. Thôi tôi sẽ đấu hai chân đèn vào chân 3, chân 4. Còn đây là nguồn. Đây. Có CB nguồn 220V. Thì chân lửa và chân nguội thì đấu vào chân 1 và chân 2. Đây, chân 1 và chân 2. Phụ tải ra thì hai chân của bóng đèn thì đấu vào 3, 4. Lúc này thì chúng ta ví dụ như đấu xong rồi các ta bấm nút này trên đây thì nó chạy, và bấm cái nữa thì tắt, hoặc là bấm bằng remote on off on off. Bộ này tôi bảo đảm với các bạn là xài rất là bền ha, xài rất là bền và rất là chuẩn các bạn. Nên các bạn muốn xài thì cứ liên hệ với bên tôi, hoặc là muốn lắp tủ chọn tủ thì liên hệ với bên tôi. Thật ra nó rất là dễ lắp thôi chứ nó không có khó gì. Nhưng mà anh em nào có muốn xài và chọn tủ thì cứ liên hệ với tôi lắp, tôi gửi luôn cái một cho xong cho tiện lợi các bạn. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi đấu nối dây điện vào và tôi đấu phụ tải vào để test thử cho anh em xem. Anh em chờ trong giây lát. Đây, thì tôi đã đấu nguồn vào dưới CB nè, dưới một cái CB. Thì tôi sẽ đấu vào lửa nguội vào chân 1 và chân 2. Anh em, bây giờ sẽ đóng CB lên. Đây. Đây anh em thấy nè, lửa nè. Chân bên đây là chân nguội, chân nguội. Thì khi nào mà tôi bấm nè, tôi bấm trên đây nè. Tôi bấm cái nó hiển thị màu đèn màu xanh lên, rất là phân biệt, rất là rõ ràng các bạn. Màu xanh lên thì nó kích kích dưới đây lửa, ở đây nguội. Bấm cái tắt, tắt thì nó mắc lửa thôi. Đấy. Hoặc là bấm đây. On. Off. On. Off. Đấy. Cái này là sử dụng rất là tiện lợi. Và tôi bảo đảm với anh em, tôi khẳng định là anh em 100% là cái tuổi thọ nó rất là bền nếu anh em xài đúng công suất của nó ha. Cái này thì tối đa nó là 1000W đảo lại. 1000W đảo lại ha, công suất của nó. Còn nếu mà trên 1000W thì anh em nên sử dụng cái qua cái khởi động từ của tôi ha. Qua khởi động từ. Còn anh em nào mà không biết chọn khởi động từ thì liên hệ với tôi trực tiếp, với tôi tư vấn cho. Bây giờ tôi sẽ đấu bóng đèn nào vào để test trực tiếp cho anh em xem, thử cho anh em xem ha. Đợi tôi một tí để tôi để điện thoại xuống và tôi đấu cái bóng đèn này vào ha. Đây là hai chân của bóng đèn.
Đây lưu ý đèn này là đèn nguồn 220V nha các bạn. Đưa 24V vô là nó nổ cái bát liền. Thì bây giờ đã đấu nguồn vào đèn rồi, thì bây giờ sẽ đấu vào hai chân này, hai đầu này mình sẽ đấu vào chân 3, chân 4 các bạn. Đấu vào chân 3, chân 4. Đây, thì ta đã đấu vào chân 3, chân 4 rồi nè. Đó. Bây giờ sẽ bấm thử nha. Trước khi bấm nó phải đóng nguồn lên nè, đóng CP nguồn lên. Đây. Giờ khỏi sử dụng gì mốt đây. Bây giờ điều khiển trên đây nè, coi nó sáng không. Đó, đèn sáng lên các bạn. Mình thấy không? Đấy. Bấm cây tắt. Đấy. Bấm cây sáng. Bấm cây tắt. Đang bấm trên đó thì muốn tắt này thì bấm ớp thì tắt thôi. Đấy. Các bạn. Nè bấm on nè. Sáng. Ớp tắt. On sáng. Ớp tắt. Còn các bạn muốn phụ tải lớn hơn thì các bạn nào lấy hai cái chân này, chân 3, chân 4 này nè, không đấu vô bóng đèn mà đấu vào cuộn coi của khởi động từ. Ở đây cái nó có hướng dẫn này. Đâu rồi? Để tôi chỉ cho anh em xem. Đây. Đây, chân 3, chân 4 nè, các bạn thấy nè. Đây để gì cho nó đúng nha. Nè 3, 4 nè. Thì đấu vào chân A1 và chân A2 khởi động từ ha. A1 và A2 khởi động từ. Rồi lúc đó thì cái tiếp điểm khởi động từ, tiếp điểm động lực khởi động từ thì các bạn chỉ cấp nguồn vào 3 pha hay 1 pha gì cũng được. 3 pha thì xài 3 pha, còn 2 pha thì xài 2 pha. Đầu dưới ra thì đấu dưới khởi động từ là nó ra được thôi. Nó rất là rõ ràng nè. Bạn thấy không? On nè, đèn sáng nè, ớp đèn tắt. Đấy các bạn. On. Up. On. Up. Ứng dụng nó cho cái rửa xe là tôi thấy là nó rất là nhiều. Tủ rửa xe rất là nhiều. Tủ bơm nước hoặc là mình để gãy ở ngoài cái bơm ở ngoài rẫy, ngoài ruộng ngoài rẫy thì mình cứ đặt nó mãi rồi lấy remote vô nhà thôi anh em. Rất là tiện lợi. Video của tôi đến đây thì cũng xin tạm ngưng. Cái này thì nó cũng khá là đơn giản, chủ yếu là tôi giới thiệu sản phẩm và anh em là có nhu cầu cái tủ điện á, cái loại này thì cứ liên hệ với tôi lắp. Giá thành rất là rẻ chứ nó không có mắc. Nhưng mà nó rất là tiện lợi anh em. Đầu tư tí mà mình đỡ cái phần công mình công cán mình tính ra quy ra bao ngày thì nó cũng bù đắp được cho cái phần mà chi phí mình bỏ ra để mua cái thiết bị này. Thay vì mà ruộng gãy mình để 500-600m gì đó, bơm mình để ngoài gãy thì mình phải đi ra đi vô, ra đi vô mất thời gian. Thì vậy đó, trong nhà thì tôi bật lên, tôi bấm on lên nè, đó bơm nó chạy đó. Thì tôi bấm ớp nó tắt vậy thôi cho nó tiện lợi, mất đỡ tốn thời gian rất là hữu ích các bạn. Và xin thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo. Thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian rồi tôi ra nhiều hơn cái video nữa. Nếu mà các bạn có để ý tới kênh của tôi thì nhớ đăng ký kênh và cho tôi một like, một lượt chia sẻ để có nhiều thêm cái động lực nào đó để mà làm nhiều cái video cho anh em xem. Xin thân ái chào tạm biệt.